Xin chào các bác nhá. Đây, hiện tại bác Nam đang livestream buổi trưa cái lô DJK. Em có tranh thủ em test cho các bác nghe cái đôi loa DJK luôn. À, thực sự luôn là mà một lát em test thì bên bác Nam livestream thực tế luôn nhá. Em quay điện thoại cho bác xem luôn. Nói thật với các bác luôn là trong những dòng loa full 30 thì để những dòng loa bắt mạnh thì trên thị trường cũng không phải là quá nhiều. Nếu mà bắt mạnh nhưng mà phải cho làm sao mà đều giải nó, rẻ tép nó phải hay ấy thì thực sự trên thị trường lại càng quá ít nè. Cực kỳ ít luôn. Nhưng đôi loa mà nó thiên về bát không thì cũng dễ kiếm thôi. DK chúng ta dễ kiếm rất là dễ và giá rất là mềm. Nhưng mà để một đôi loa mà có thể giải bát nó uy lực, nó mạnh mẽ nhưng rẻ tép nó phải sáng, nó bay, nó nhuyễn ấy, không phải dòng loa rẻ tiền nào cũng làm được. Thực sự và những dòng loa thực sự cao cấp và đẳng cấp thì nó mới làm điều đó. Và ngày hôm nay em phải cho các bác cùng chiêm ngưỡng, cùng nghe thử cái đôi loa phải nói là siêu khủng khiếp của DJK này luôn. Thực sự luôn là cái tiếng bát mà nó là tức ngực mà nó khó thở khi đứng trước mặt cái loa luôn các bác ạ. Nó quá mạnh luôn các bác nha. Và các bác cùng xem em Xuân test cho bác cùng nghe đôi loa này. Nó đã luôn các bác ạ. Những ai mà muốn dùng loa mà không có dùng sub hoặc là muốn nghe nhạc sàn, những nghe nhạc mạnh thì không thể bỏ qua được đôi loa DJK luôn. Thực sự luôn, hiện tại bây giờ các bác rất là nhiều người thích đôi loa này của em Xuân. Và ngay bây giờ em mời các bác cùng nghe thử này. Em đố các bác kiếm được một đôi loa trên thị trường với tầm giá này mà có thể nó cân đối được một đôi chất âm như này. Thực sự luôn, bát nó rất là mạnh, có nhiều đôi loa chạy trầm nó vẫn thấp như này nhưng cái công suất nó cũng không lớn. Nhưng đôi loa này nó được cả công suất mà nó được cả dãy trầm, cả dãy tép luôn. Đó mới là cái hay. Và em mời các bác cùng xem cái chất âm đôi loa này nhá. Em các bác nghe phát là mê luôn. Đấy, anh Nam sẽ quay lại cho bác xem qua điện thoại này, không lại bảo là em dùng máy âm này. Ghi âm luôn này. Nó mà bảo là dùng máy ghi âm kìa, bất công. Đá luôn rồi. Yeah. Không chịu được luôn ạ. Nó tức cái ngực khó thở. Nó khó thở luôn bác ạ. Mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên. Cái tiếng loa này cực hay rồi. Loa này rất là hay luôn. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối để bước phong trần tha hương. Em hay khóc này cho đời viễn xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Quá hay luôn, quá đã luôn á.
Thế các bác luôn, ai đến đây nghe mà không khiên được loa này em điên đầu luôn đấy. Mà nó là phê luôn. Từ cái tiếng bát, từng cái tiếng tép, từng cái mọi mặt về cái dãy tần loa này phải nói là hoàn hảo. Đến thời điểm hiện tại nó bật câu là hoàn hảo luôn, nhưng mà hoàn hảo được đâu. Nó thực sự là tiếng trầm và nó là quá đẳng cấp. Dãy tép nó quá nhuyễn luôn. Dãy tép em ngồi rất là gần đây nhưng mà hoàn toàn không gây khó chịu luôn. Đó là cái hay của đôi loa. Và những bác khách nào thích đôi loa này chắc chắn là không cần ngần ngại nữa. Một đôi loa đẳng cấp luôn, các bác ở đây trên website chúng ta sẽ tra được cái thông tin của những đôi loa này đây. Chúng ta sẽ có thông tin của đôi loa này thôi, đây này. Đấy, đấy bác chị đây. Đấy. Đấy, DJK. À, được không? Nó đây. Thông tin của nó đây, chúng ta sẽ xem được ngay này. Đấy, nó chuyên dành cho các ba club này. Đấy. Mã này này nó kinh khủng rồi. Đấy. Có đẳng cấp các bác nhá, bác nào thích liên hệ với em xuất nhá. Thôi, muộn rồi. Em mời các bác cùng, nếu mà chưa được xem về nội thất bên trong đôi loa này á, em mời các bác cùng xem cái video về nội thất đôi loa này nha. Ok, xin chào các bác. Vâng, lời đầu tiên được cho em Xuân Đúc Đỏ xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc hiện tại đang xem trên kênh Xuân Đúc Đỏ các bác nha. Thì xin thưa các bác luôn là sau bao nhiêu ngày các bác chờ đợi ấy, ngày hôm nay em đã vệ sinh xong được hoàn thiện được cái lô loa DJK, một trong những dòng loa đẳng cấp của người Nhật. Thì nói đến DJK thì mọi người sẽ nói ngay đến những thương hiệu của Nhật, ví dụ như là DJK, Dam, rồi BMB, rồi Marang, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Thì khi chúng ta nhắc đến những dòng loa công suất lớn của Nhật ấy, thì chắc chắn người ta sẽ nhắc đến DJK, chứ không nhắc đến BMB và hay là Marang cái gì cả. Đấy, DJK là một trong những cái thương hiệu của Nhật và cho sản xuất những dòng loa có công suất lớn nhất hiện tại của Nhật luôn, về dòng loa full. Đấy, thì ngày hôm nay trước mặt các bác đây nó chính là cái mã DJK EX, EX12. Và đây là một cái dòng loa công suất làm việc lên tới 400W cho một chiếc loa, sử dụng toàn bộ bát tép nhập của Italia, bát 18 sao bác nha. Đôi loa này á, nó có một cái điểm cực kỳ kinh khủng mà anh em mọi người khi chơi châm thanh đa số cứ hay so sánh với một cái thương hiệu và so sánh một dòng loa của khá nổi thị trường và giá bây giờ bị đẩy ra khá là cao, đó chính là BMB CDS3012 và CDS2012. Giá cả hiện tại của CDS2012 và 2012 hiện tại giờ đang cao đôi loa này, nhưng anh em lại so sánh với đôi loa này rất là nhiều. Và đây là một đôi loa có những người, anh em nói các bác rồi, em thì không dám nhận xét đây, nhưng có những người thì khen đôi loa này sẽ hay hơn rất là nhiều, còn có những người thì thích đôi loa BMB. Đó là cái lời xét của anh em, thì mỗi người thích một kiểu, em cũng không có gọi là chuộc vào hay là đưa ra một cái ý kiến này cả. Nhưng mà em xin nói một câu là đôi loa này đã riêng về công suất sẽ đánh phê hơn BMB, và đặc biệt là tiếng bát nó sẽ mạnh gấp rưỡi BMB. Và đây là một đôi loa lỗ thông hơi phía trước, cho nên là cái tiếng bát nó rất là mạnh. Và khi chúng ta sử dụng những gia đình có không gian gia đình mà có cầu thang á, thì đôi loa này hoạt động cực kỳ tốt. Đấy, còn đối với BMB thì nó là sử dụng lỗ thông hơi phía sau, cho nên là khi chúng ta đánh ở không gian mà bị vang á, hoặc là có cầu thang á, thì nó hay bị vọng, và nó hay bị tiếng bát nó hay bị méo, hoặc là nó nghe nó bùng bềnh, đúng không ạ? Thì dòng này nó được đỡ một cái là lọ thông hơi phía trước, cho nên là khi chúng ta đánh ở những không gian đó nó rất là ok và nó dễ xử lý âm thanh rất là tốt. Đấy, thì đôi loa này các bác là về bên ngoài á, các bác sẽ thấy này, thực sự đẹp, phải nói là cờ đẹp nhá, rất là đẹp các bác ạ, thùng cân luôn, và thùng vách rất là dày, đôi loa là rất là nặng các bác, rất là nặng luôn. Và cái tem DJK ở đây, đấy, bằng nhôm CNC. Hai bên chúng ta sẽ có hai thanh nẹp nhôm được mạ màu vàng đồng rất là đẹp, màu nâu e căng đen rất là sang chảnh, để cho kệ gia đình rất là đẹp các bác nhé. Màu này rất là sạch, em tính là màu này sạch hơn màu đen bác ạ. Màu đen này nó hay bị lộ cái bụi, nhưng màu nâu thì nó đã ít bụi hơn. Em thích màu đen và màu trắng hơn màu đen, em thích màu nâu này với màu trắng hơn, màu đen em lại không thích lắm. Đấy, thì cái mã này đó chính đây, nó chính là DJK EX12 và công suất của nó lên tới 400W các bác. Đôi loa này dãy tần bát như em nói các bác là xuống tới 45 Hz. 45 Hz là một cái dãy tần bát nó rất là sâu.
và nó sẽ gần tương đương với những dòng loa karaoke giờ loa nằm rồi. Tiếng bass nó uy lực như dòng loa nằm luôn. Và đánh khi chúng ta ngồi trước cái loa này để mà nghe thực sự là nó hơi ức tim. Nó rất lọc thề các bác nhé. Để làm được điều đó thì đôi loa nó sẽ có những cái gì. Thì các bác nào em cũng xin mời tất cả các bác cùng vào cửa hàng và với em. Cùng chúng ta cùng xem đôi loa này, ở phía trong đôi loa này nó sẽ như thế nào. Mà nó lại cho tiếng bass nó mạnh như vậy, mà nhiều anh em lại thích như vậy. Mà phải một đôi loa rẻ tiền hơn 2012 mà anh em lại khiên hay hơn 2012 thì có cái gì nhá. Trước khi đi vào bên trong thì em Xuân báo giá luôn các bác là đôi loa này hiện tại bên Xuân đang bán với giá là 13.900.000 đồng một đôi. 13.900.000 đồng cho một đôi loa này. Hàng sẽ được bao zin bao xịn 100%. Riêng đôi loa này em Xuân bao hay một tuần. Các bác mua hàng của em Xuân thì không lăn tăn. Nghe vào một tuần không thích vẫn được quyền liên hệ lại em Xuân trả lại hàng lấy lại tiền về, chỉ cần hỗ trợ tiền cước là xong. Tiền hàng em Xuân không trừ một đồng nào cả. Tính từ ngày các bác nhận và từ ngày các bác trả lại cho em nhá. Thời gian trên đường đi không tính, rất là hỗ trợ luôn, tuyệt đối luôn. Em Xuân thoải mái luôn các bác nha, không bao giờ có chuyện sai đây. Và rõ ràng chuyện này từ xưa này. Và đến cửa hàng Xuân đó các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Chắc chắn phải là xịn 100% rồi. Phê thì chắc chắn là thời gian một tuần này các bác nghe thì quá cảm nhận được luôn. Và em khi lưu ý các bác luôn, đây là một đôi loa công suất lớn. Cho nên khi các bác chơi đẩy ấy, thì lưu ý cho em, quân đẩy tối thiểu phải là 600W công suất thực. Em nói công suất thực nhé, chứ 600W mà công suất ảo người ta báo lung tung thì em không nói. Phải là 600W công suất thực trở lên thì mới chơi đôi loa này hoàn hảo được. Còn nó yếu hơn thì em không thể hỗ trợ đâu. Yếu hơn là đánh bass lung tung lắm. Vì đây là một đôi loa tiếng bass nó rất là mạnh, nó ăn công suất rất là mạnh. Thế nên là quân đẩy phải có độ uy lực, quân đẩy phải có sức mạnh này thì nó cho tiếng bass nó phê được. Và đánh ra cực kỳ gọn gàng các bác nhé. Rất đẳng cấp luôn. Và ngay bây giờ đây, em mời các bác cùng xem bên trong nhé. Vâng, và đây là nội thất bên trong của cặp siêu phẩm này các bác ạ. Trong mỗi cặp loa thì em Xuân luôn luôn để ý nhất và quan tâm nhất, luôn luôn làm chú tâm nhất, đó là chỉ mổ cặp tép là đầu tiên. Xong rồi em Xuân sẽ soi đến những cặp bát và phân tần sau. Thực sự luôn các bác là khi mỗi cặp loa, cái tép em luôn luôn đặt cái nhu cầu nó rất là cao. Và như là đặt cái nguyện vọng nó rất là cao, bởi vì đó là tâm hồn của mỗi cặp loa. Thì trên cặp loa này á, như các bạn đã biết rồi, DJK là một dòng loa mà mọi người, những ai đã dùng một lần rồi sẽ biết ngay DJK là một dòng loa cho cái tiếng tép rất là tuyệt vời. Có một cái điều đặc biệt một cái đó là DJK hoàn toàn chưa bao giờ họ sử dụng một cái tép nào do hãng DJK sản xuất luôn, mà 100% họ sử dụng toàn bộ là những cái tép hàng nhập khẩu bên châu Âu hết. Ví dụ như là của BNC hoặc là của các hãng như là của Lavoie hoặc Citizen. Bởi vì là những cái dòng tép đó đã được khẳng định trên toàn thế giới và chất lượng âm thanh cực kỳ hay luôn. Thì trước mặt các bác này, cái model này để cho được chất âm nó hay được như vậy, để có thể sánh ngang hoặc là với những dòng loa của như B&B, anh em Nhật với mình, thì đôi loa này đã sử dụng ngay một cái cụ tép BNC nhập khẩu, sản xuất dành riêng cho hãng King Audio các bác nha. Thì các bác biết là đây là một con tép cho chất lượng âm thanh tuyệt vời hay và đã được khẳng định trên toàn thế giới rồi. Nó rất là hay. Và cái cụ tép BNC này á, hiện tại bây giờ luôn trên dòng Nixo PF10R2 thì xin thưa các bác luôn, cũng đang sử dụng cổ tép này luôn. Nó chính là cổ tép BNC luôn, chính là cổ tép BNC DA250 luôn, 8 này luôn. Xin thưa các bác luôn, một số anh em thì bảo ôi giống sao được mà giống. Đấy, giống sao được mà giống. Tép BNC trên dòng loa Nixo nó khác nhau. Em nói luôn với các bác, những người không hiểu thì mới bị họa lùa gà thôi. Chứ còn BNC không có chuyện là BNC loại 1, loại 2 khác nhau. Không bao giờ có các bác nhé, chỉ giống nhau 100%. BNC 250-8 mà tất cả trên thế giới đều sẽ giống nhau hết, không có một khác một cái gì hết. Không khác một cái lông luôn, một hạt bụi luôn. Chứ đừng nói cái bảo là sản xuất Nexo dùng cái BNC nó khác. Các ông đang tự khiên mình thôi. Đang bị người ta gọi là lùa gà thôi. Chứ không có bác nhá. BNC là đang được sử dụng cho hãng Nexo. Đấy, các bác cứ lên mạng tra mà xem đúng hay không. Lên trên Nexo, trang Nexo tra xem cái tép là tép gì. Đấy, giống nhau hết. Và một cặp cổ tép này á, một cặp cổ tép này hiện tại bây giờ nếu mua mới thì dao động tầm khoảng gần khoảng 20 triệu nhập khẩu từ Italia về. Thì nó tầm khoảng gần 20 triệu một cặp cổ tép này không các bác nhé. Đấy là hàng chính hãng. Còn ở Việt Nam bây giờ thì chúng ta đa số chỉ là hàng nhái thôi, không có hàng xịn đâu. Bởi vì đó là hàng Trung Quốc sản xuất thì nó sẽ hàng nhái 100%. Còn hàng xịn nó sẽ là nhập khẩu Italia. Đấy. Đương nhiên Nexo thì nó sẽ được căn chỉnh phân tần nữa, cho nên nó ra chất âm rất là đẳng cấp và giá trị thương hiệu nó cũng cao. Đấy, một cái gì lắp vào Nexo nó giá trị nó cũng cao bác ạ. Nó thương hiệu cao cấp rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà đừng xin là các bác lên mạng tra đi, Nexo đang sử dụng cổ tép này luôn. Đấy. Và cái thứ hai nữa là trên cái dòng loa này á, tại sao mà một số anh em mới bảo là dòng loa này được sánh ngang với dòng BNB 3012 còn hay hơn 3012, bởi vì sao? Thực ra là hay hơn hay không thì em không dám nói. Anh em thì tự đánh giá thôi, anh em là tự mỗi người thích một kiểu, có người thì bảo thế hay hơn, có người thì bảo là nó cũng hay hơn, vân vân và vân vân. Tóm lại là anh em so sánh thì em cũng nhận những lời đấy, em nhận nhận xét.
Còn em thì không biết loại nào hay hơn. Mỗi người thích một kiểu, nhưng em đã khẳng định một điều đó. Đôi loa LDH, đôi loa của đôi loa này là thực sự của bát 18 cộng sào này, 18 sào này. Chắc chắn một điều luôn, DJK này. Nó bát thì bát nó sẽ mạnh và uy lực hơn BB3012 và 2012 gấp rưỡi. Dãy tần của đôi loa này nó xuống tới 45 Hz, các bác biết là nó kinh khủng lắm, và công suất 400W của dòng loa này. Và đặc biệt đó là lỗ thông hơi phía trước nữa trên dòng loa này nữa. Còn loa BMB nó là lỗ hơi phía sau. Thì đôi loa này cái tiếng bát nó kinh khủng các bác ạ. Có thể nói là một câu là nó tiếng bát nó dã man luôn. Một trong những dòng loa cho cái tiếng bát phải nói là dã man luôn. Kinh khủng. Rất là mạnh và uy lực, đánh cực kỳ chắc luôn. Và bác thấy là một chiếc bát của dòng hãng 18 sao này, đương nhiên nó đã sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc tại Italia. Có thể đây made in Italia ngay lập tức, đúng không ạ? Made in Italia. Đấy. Và cái mã này nó là mã 12 bit 8 ohm. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn cái bát nó rất là đẹp và sang trọng thực sự luôn, cho cái tử nó to và bát nó rất là nặng. Thực sự là đôi loa này thì nó hơi vất vả một chút. Đôi loa này làm sự kiện nó hơi khổ. Nếu bác nào làm sự kiện nó hơi vất vả đấy, bởi vì nó nặng lắm. Cái bát này nó nặng và cái thùng vách nó làm dày, bác. Hãng DJK họ làm thùng dày lắm, rất là nặng. Và bác nhìn bát nó rất là đẹp này. Yeah, tính cái từ xịn này. Hàng nhập khẩu, bác nhìn những cái từ rất là đẹp luôn. Từ tính rất là cao, từ cái đốt bấm này, rất xịn sò luôn. Đấy, chất lượng keo cổ két chứ là phải nói là nứt căng luôn. Bác nhìn đây, cực đẹp. À, cái đặc biệt ở đây là em sẽ nói các bác một chút. Đây là đôi bát này, là bát nhập và sử dụng đời côn lại đây, bác nhìn đây. Nó đây là đời này là đời gì ạ? Keo là keo quấn cổ. À, xin lỗi là dâu lo quấn cổ, bác nhìn thấy không? Đây này nó sẽ có quấn cổ đây. Sẽ cho bác xem này, nhìn thấy kỹ. Đây đây, bác thấy không? Cái dâu loa nó chờ vào đây kia nào. Đấy. Dâu loa này nó sẽ từ bên này này. Nó quấn xung quanh cái cổ loa và lên đây rồi dầu móc, là móc xuống nhẹ một lần nữa xong mới lên cái đây. Lên cái chạm. Đây là dòng loa côn dâu loa côn quấn cổ để làm gì ạ? Để bảo vệ cái dâu loa nó không bị đứt, bị mỗi. Thì đối với những dòng loa như này đa số là trên dòng loa nghe nhạc thì họ hay làm. Còn dòng loa karaoke thì em cũng gặp rồi, em gặp được vài lần rồi đấy. Nó không phổ biến đâu, bởi vì dòng loa đồng làm những cái này thực sự chi phí rất là cao và rất là khó thi công và khó làm. Cho nên là những hãng cao cấp thì họ mới dám làm thôi, chứ bình thường họ không làm. Bác thấy là họ sẽ móc từ cái vật điện này, móc xuống cái nhện, xong từ cái nhện này là mới móc lên cái đây. Và cái khi chúng ta dao động, bác thấy này, nó không hề dao động cái dầu. Bác thấy không? Cái dầu nó không dao động máy đâu. Cho nên là nó không gây trường hợp bị đứt dầu. Đấy, khi đánh cường độ cao, bởi vì đây là dòng loa công suất lớn mà, thấy không? Khi nhún nó nhìn cái nhện này, nó chỉ hơi đung đưa đúng không? Nó đung đưa theo cái nhện thôi, nó không hiện bởi đứt dầu hết ạ. Và đoạn này á là họ quấn xung quanh cái cổ này làm gì ạ? Để chống đứt đoạn này. Chống đứt cái đoạn dầu cổ này. Thực sự là họ thiết kế phải nói là ấn tượng này bác ạ, làm quá kỳ công luôn. Đấy, màng này chống nước rồi, gần sóng này cực đẹp rồi, gần ba sóng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rốn nhọn thì có một đời rốn không nhọn này. Đây là đời rốn nhọn này. Nó có một đời rốn là không nhọn ở đâu. Đấy, giống y chang nhưng mà nó không nhọn bác, một đời rốn nhọn. Đấy. Và gần là gần ba sóng. Đấy, màng gân này là bác biết rồi, cái màng gân này tiếng bát nó kinh khủng cỡ nào rồi, đúng không ạ? Phải để kinh điển luôn chứ phải kinh điển thường rồi bác. Đã lắm. Đấy. Xứng luôn các bác. Thế đây một đôi loa phải nói là rất là tuyệt vời các bác nhé. Thì với những đôi loa này thì thực sự luôn bác ơi, để cho tiếng bát cao, và đôi loa này họ sử dụng cái tụ đây. Cái quần cảm này, quần cảm bát này siêu to này. Quần cảm tép này và tụ đen. Trên dòng DJK từ xưa này các bác thấy là cái dòng loa Nhật chẳng bao giờ họ làm phân tần đẹp cả. Thực sự luôn, giống như trang CF audio á. Nhưng mà chất lượng họ làm thì chất lượng tụ, chất lượng linh kiện toàn linh kiện cao, cho nên là chất lượng âm thanh ra rất là hay. Và với những đôi loa mà chất lượng âm thanh của tép và bát hàng đã chuẩn rồi ấy, thì thực sự cũng không cần cân chỉnh quá nhiều trên phần tần. Cho nên là họ gần như là đưa cái chất lượng âm thanh thô ra luôn, và âm lượng nó đã chuẩn sẵn rồi, không cần phải cân chỉnh quá nhiều, cho nên họ không can thiệp quá nhiều phần tần đâu. Và chất âm không bị méo. Đấy, rất là hay các bác nha. Bông thì bông thủy tinh rồi, bông thủy tinh các bác nha. Thùng vách này giá cố rồi chắc chắn này, rất là phê. Nó đẳng cấp các bác ạ. Thì mình bác khách tôi hiện tại đang thích đôi loa này liên hệ em Xuân nhé. Thực sự là đôi loa này thì hiện tại rất là nhiều anh em đang quan tâm. Và đôi loa này thì các bác về chơi gia đình thì nó thật các bác còn chẳng cần dùng sấp vào đâu các bác. Đánh nó phê lắm, nó đá lắm, đẳng cấp luôn các bác nhé. Anh em nhanh tay để chúng ta sở hữu một đôi loa đẳng cấp như này. Liên hệ em Xuân theo số điện thoại 0903 0405 ở phía dưới màn hình các bác nhé. Em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại ở những video sau. Chào tạm biệt.